hướng đến dịp kỷ niệm 75 năm ngày anh hùng Vừa A Dính hy sinh, 25 năm thành lập quỹ học bổng Vừa A Dính và 10 năm thành lập câu lạc bộ vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Trong năm 2023, quỹ và câu lạc bộ đã tổ chức rất nhiều hoạt động sôi nổi. Một trong những hoạt động được xem là điểm nhấn của chuỗi các sự kiện là tổ chức đoàn đại biểu về thủ đô Hà Nội để viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và báo cáo về kết quả hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển từ khi thành lập quỹ đến nay. Hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động diễn ra tại Hà Nội, đoàn đã có cuộc gặp mặt thân mật tại Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, sau gần 25 năm hoạt động với tình cảm, trách nhiệm và bằng nhiều dự án, chương trình công trình thiết thực, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã dành sự quan tâm rất lớn đối với học sinh, sinh viên, người dân tộc thiểu số, trong đó có con em cán bộ, chiến sĩ quân đội, giúp các em vượt khó vươn lên. Bên cạnh đó, giải thưởng Vừa A Dính đã vinh danh hàng trăm cá nhân và tập thể, kịp thời biểu dương những tấm gương có nhiều đóng góp cho đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và hải đảo. Suốt gần 25 năm hình thành và phát triển, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã cấp hơn 120.000 suất học bổng và góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho những vùng phên dậu của Tổ quốc bằng 4 dự án, gồm ươm mầm tương lai, mở đường đến tương lai, chắp cánh ước mơ, hỗ trợ sinh viên. Đây là những dự án được đầu tư theo chiều sâu, đào tạo lâu dài để chắp cánh ước mơ và mở đường đến tương lai cho hơn 1.200 học sinh sinh viên vùng miền núi và hải đảo. Cùng với đó, câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu ra đời nhằm kết nối những trái tim, những tấm lòng hướng về Hoàng Sa Trường Sa thân yêu. Sau gần 10 năm thành lập, đã có 144 đơn vị hội viên tập thể và gần 4.000 hội viên cá nhân trong và ngoài nước tham gia vào câu lạc bộ. Những kết quả thiết thực và có ý nghĩa của Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ cũng đã được báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc gặp gỡ giữa Chủ tịch nước với 100 đại biểu là thành viên của quỹ, của câu lạc bộ, các nhà hảo tâm, sinh viên tiêu biểu được tặng học bổng của Quỹ học bổng Vừa A Dính, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan. Không chỉ riêng con mà hàng chục bạn ở đảo Lý Sơn và hàng trăm bạn trên khắp mọi miền đất nước được nhận Quỹ học bổng Vừa A Dính là một vinh dự rất lớn và đáng tự hào. Và từ bệ phóng này thì chúng con tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện. Chúng con tự nhủ là mình may mắn hơn rất nhiều bạn. Vì vậy mà mình phải nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những gì mà quỹ và các cái mạnh thường quân luôn quan tâm. Việc mà mình trở thành một bác sĩ trong tương lai không chỉ là mong muốn của riêng con và gia đình mà còn là sự dõi theo của cả một tập thể, quỹ và các cái nhà hảo tâm. Luôn tin tưởng con là một ngày con sẽ thành công với ước mơ của mình. Phát biểu tại buổi gặp mặt, các đại biểu khẳng định mô hình Quỹ học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu là địa chỉ để người dân Việt Nam trong và ngoài nước gửi gắm, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của mình đối với đất nước. Qua đó, thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các tầng lớp nhân dân đối với học sinh dân tộc thiểu số và khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Đại biểu mong muốn việc hỗ trợ giúp đỡ các em học sinh dân tộc thiểu số cần được triển khai toàn diện và sâu sắc hơn nữa, không chỉ tặng học bổng mà còn giúp các em được tiếp tục học tập, đào tạo, chăm lo trong cuộc sống, từ đó có điều kiện thuận lợi phát triển vươn lên. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số trưởng thành, đóng góp sức trẻ, tâm quyết xây dựng quê hương, đất nước. Khi mà có cái chương trình câu lạc bộ Hoàng Sa Trường Sa thân yêu thì chúng tôi xung phong ngay, vì chúng tôi đã nghiên cứu là đã lo cái quỹ người dính đã lo cho trên rừng rồi, nhưng mà dưới biển thì còn thiệt thòi lắm. Các anh em gia đình của chiến sĩ hải quân và bộ đội biên phòng và các ngư dân không có trường học, không có chỗ các em phải đợi đến trung học mới đưa về đất liền.
tại vì em còn nhỏ quá, nhưng mà như vậy mầm non thế nào và tiểu học như thế nào, thành ra phải quyết định là xây trường học. Và chính khi đó là chúng tôi đã chung tay, mà không phải một trường, mà chúng tôi tập Việt Kiều là cùng chung sức hết, cùng một lòng bảo vệ quê hương hết. Thành ra không phải một trường, không phải hai trường như tôi nói, nhưng mà chúng tôi hơn tới ba trường. Và như vậy rõ ràng là Việt Kiều trên khắp thế giới đều hướng đến quê hương, và Việt Kiều không là một phần không thể tách rời của đất nước, cũng như biển đảo quê hương cũng không thể là tách rời của đất nước của chúng ta. Cơ hội được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hôm nay, đấy là sự ghi nhận, sự quan tâm và đánh giá cao cái công hiến của Quỹ Vừa Dính trong suốt gần 25 năm qua của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với quỹ. Và tôi nghĩ rằng chắc chắn là buổi gặp hôm nay sẽ là nguồn động viên rất lớn, không chỉ cho quỹ mà cho những nhà tài trợ đã đồng hành suốt mấy chục năm qua vừa cho Quỹ Học bổng Vừa A Dính. Và tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái mốc để quỹ tiếp tục phát triển và khẳng định cái vị trí và cái tác dụng quan trọng trong việc góp phần bồi dưỡng, đào tạo nhân lực trẻ cho đất nước trong thời gian tới. Chắc là khi mà hình thành cái quỹ này đó, mình cũng chưa hình dung là tới một lúc nào đó chúng ta sẽ có những em mà từ sự nuôi dưỡng của quỹ mà trở thành là bác sĩ nội trú, hay là trở thành đó là những người làm kinh doanh, những công chức nhà nước. Nhưng mà bây giờ đó chúng ta lại thấy cái điều đó nó đã trở thành hiện thực, và đây là cái điều đáng mừng nhất, cho thấy cái sự vun trồng của chúng ta cũng tới thời kỳ sinh ra trái ngọt, và chúng ta rất vui, rất tự hào về điều đó. Chúng tôi mong muốn là các em học sinh, trong đó có rất nhiều em không có cơ hội tham dự cái cuộc gặp mặt này, ý thức được cái trách nhiệm, tình cảm mà xã hội đã dành cho mình, để đến phiên mình cũng phải sống thực sự có trách nhiệm và tình cảm với xã hội, với những người xung quanh, để cho tình cảm tiếp tục được nuôi dưỡng và phát triển trong tấm lòng của mỗi con người. Tôi nghĩ rằng cái quỹ học bổng chúng ta nhỏ thôi, rất nhỏ, nhưng mà chúng ta cũng có một cái dòng chảy kết nối bằng tình cảm, bằng tình yêu, bằng trách nhiệm của những người đi trước đã làm, để lại cho cái thế hệ đi sau tiếp tục thực hiện. Vì vậy mà ý kiến phát biểu của Chủ tịch nước thì tôi có lòng tin thêm cái lòng tin mình mạnh hơn, nên là được thêm, được động viên, được trang bị thêm, để tôi tin dưỡng rằng là tôi có thể là 80 tuổi, nhưng mà sẽ có cái lực lượng thay thế và kế tiếp tôi để thực hiện dự án này. Bởi lẽ dự án này có ý nghĩa vì sự chăm lo cho các em dùng phân dụng của Tổ quốc, có nghĩa là góp phần chăm lo cho sự bình yên của Tổ quốc. Không biết là thông tin có đầy đủ không, nhưng mà đến bây giờ nếu mà tôi có thể khẳng định thì như tôi biết chắc là đây cũng là cái quỹ mà cái sức sống hoạt động bền bỉ nhất, hiệu quả nhất trong các quỹ của Trung ương Đoàn. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định cần tiếp tục duy trì hoạt động của Quỹ Học bổng Vừa A Dính, nối tiếp truyền thống đáng quý mà quỹ đã tạo dựng, không ngừng hỗ trợ giúp đỡ thiết thực cho các em học sinh dân tộc thiểu số. Đây cũng là nội dung mà Việt Nam đã được nhiều quốc gia trên thế giới ghi nhận, đánh giá cao, thể hiện rõ nét truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đùm bọc nhau trong khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong khuôn khổ chuyến đi này, đoàn đại biểu của quỹ và câu lạc bộ còn tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác diễn ra tại Hà Nội, đặc biệt là vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi ngắn, đúng dịp Hà Nội chớm thu này, không chỉ là dịp để kết chặt hơn nữa tình cảm của các thành viên trong đại gia đình Quỹ Học bổng Vừa A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, mà còn mở rộng kết nối thêm sức mạnh, tiềm lực cho quỹ và câu lạc bộ, để hành trình mùa xuân lên rừng xuống biển
cứ thế được nối dài.